Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel YouTube của AnPHATPC. Và hôm nay sẽ là một trong những video cực kỳ đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ là bên cạnh đây đang là một trong những vị khách mời cực kỳ là xinh xắn và dễ thương. Xin giới thiệu với các bạn, đây là streamer Linh Đan. Và để cho bạn Linh Đan thoải mái hơn một chút thì mình xin được nhường lại để cho Linh Đan có thể giới thiệu một chút về bản thân. Xin chào mọi người, mình là Linh Đan. Hiện tại mình đang là một streamer. Và hôm nay mình đến với AnPHAT là mình có nhu cầu muốn mua một chiếc laptop để phục vụ cho công việc của mình. Thì hôm nay cũng khá là may mắn thì mình có xuống showroom và bắt gặp được bạn Linh Đan qua đây để xem một số mẫu laptop. Thì không biết thì với nhu cầu livestream của chị thì chị cần một chiếc laptop nó phục vụ với cái hiệu năng như thế nào, thì có thể nói rõ để em có thể tư vấn giúp chị được không? Có cái thiết bị nào, laptop nào có thể mà mình có thể vừa di chuyển đi xa cũng có thể livestream được không ạ? Ok, thì với cái nhu cầu của bạn Linh Đan có đặt ra cho mình thì với một chiếc laptop để có thể phục vụ được với cái nhu cầu là vừa chơi game này, vừa livestream ở nhà cũng như là có đi du lịch vẫn có thể livestream được, thì hôm nay mình có mang tới đây là một mẫu laptop hoàn toàn mới đến từ Acer với tên mã là Creator Helios 300. Thì đây là một trong những chiếc laptop nó gần như có thể đáp ứng tất cả được những cái nhu cầu kể trên. Thì mình sẽ cùng với Linh tham khảo những cái chi tiết cũng như là những cái tính năng chính ở trên chiếc laptop này nhé. Thế thì cho mình hỏi là cái chất lượng của camera thì nó như nào? Vì hầu như PC của mình ở nhà lúc livestream thì phải có camera ngoài. Phải có webcam đúng không? Đúng rồi, cái webcam ngoài. Thì chỉ với một cái laptop như này thì cái camera mình có đáp ứng được cái hình ảnh của mình khi lên livestream không? Vì mình là con gái ấy, nên là cũng rất là cần về hình ảnh. Thì như Linh An cũng đã biết là ở trên những bộ PC khi mà Linh livestream ấy thì nó đã được tích hợp sẵn webcam rồi. Và cái độ phân giải của những chiếc webcam này cũng khá là cao. Tuy nhiên thì ở trên con Acer Helios 300 này thì nó cũng được trang bị một cái webcam với chất lượng cũng khá là tốt, lên tới là 720p. Thì Linh hoàn toàn có thể vừa livestream cũng như là vừa chơi game, mà cái hình ảnh chất lượng nó cũng không thua thiệt quá là nhiều so với lại những chiếc webcam đang có ở nhà của Linh ấy. Vậy Phúc ơi, Phúc có thể cho mình hỏi là với chiếc laptop này thì cái bàn phím của nó như thế nào? Vì là mình thường hay sử dụng vào ban đêm thì nó có đèn không ạ? Thì đối với con Acer Predator Helios 300 này thì ngoài cái việc mà nó sẽ được trang bị một cái đèn nền sẽ giúp cho Linh có thể hoàn toàn thoải mái sử dụng ở kể cả ban đêm, và ngoài ra thì nó cũng được trang bị thêm một cái công nghệ là công nghệ LED RGB nữa, thì Linh hoàn toàn có thể điều chỉnh nó, cái phần LED này nó sẽ hiển thị được rất là nhiều màu, lên tới là 16,8 triệu màu, và có thể điều chỉnh được qua cái phần mềm là Predator Sense ở trên đây này, thì Linh có thể điều chỉnh được rất là nhiều những cái profile màu khác nhau một cách rất khá thoải mái. Và ngoài ra nữa thì ở trên cái bàn phím của chiếc laptop này nó cũng có đánh dấu cho chúng ta những cái vị trí như là vị trí phím W, phím A, rồi phím FD này, thường xuyên sử dụng với những cái tựa game ví dụ như là Liên Minh Huyền Thoại hay là FIFA Online 4 các thứ, và một số những cái nút như là nút lên xuống trái phải ở đây nữa. Và ngoài ra thì còn một phím là phím để kích hoạt nhanh được cái phần mềm Acer Predator Sensor ở đây nữa. Cũng theo như Linh được biết ý, thì hầu như cái máy laptop gaming ý, thì chơi được một khoảng thời gian thì nó rất là sẽ là nóng. Và với cái nhu cầu mà livestream rất là lâu của mình thì nó có bị ảnh hưởng gì đến cái cấu hình của nó không ạ? Thì đối với những chiếc laptop gaming ý, thì thường thực chất thì nó vẫn sẽ là nóng thôi. Tuy nhiên thì ở trên con Acer Predator Helios 300 này thì nó có được tích hợp cái phần mềm là Predator Sense đấy. Thì ở trong đây Linh hoàn toàn có thể điều chỉnh được những cái chế độ của cái phần quạt, nó sẽ đem đến cho cái hiệu năng cũng như là nó sẽ giải quyết được cái vấn đề nhiệt lượng. Ví dụ như ở trong cái phần mềm Predator Sense này này thì Linh có thể điều chỉnh được cái tốc độ vòng quay của quạt của CPU đấy. Ví dụ như ở đây đang ở để chế độ auto thì cái vòng quay ở trên 1 phút thì nó sẽ rơi vào khoảng là 1980 vòng trên 1 phút ở con CPU và 2460 vòng ở trên con GPU. Thì nếu như mà trong quá trình khi mà livestream ấy thì nó sẽ nóng lên thì Linh hoàn toàn có thể bật nhanh bằng cái phím đây để kích hoạt được cái phần mềm Predator Sense này. Thì ngoài ra nữa thì có thể nhấn thêm cái phần turbo lên để có thể kích hoạt được cái tính năng là max cái công suất của những cái hệ thống tản nhiệt trên chiếc laptop này, thì nó sẽ đem đến cho cái hiệu năng cũng như nó sẽ giải quyết được cái vấn đề nhiệt lượng khi mà livestream. Bây giờ Phúc có thể giới thiệu qua cái cấu hình của con laptop này không? Và bây giờ Linh muốn chơi game PC thì cái cấu hình này có đáp ứng được cái nhu cầu của chơi game của Linh hay không? Thì với cấu hình của con Acer Predator Helios 300 này thì nó sẽ được trang bị cái cấu hình cũng tương đối là khủng. Nó sẽ được trang bị con CPU là i7-9750H và cả đồ họa RAM là NVIDIA GeForce RTX 2060. Đây là một trong những cái cấu hình mà nó hoàn toàn có thể giúp cho Linh chơi được rất rất nhiều những cái tựa game nặng ở thời điểm hiện tại. Ví dụ như là PUBG có thể mắc được setting này, rồi có thể chơi được những cái tựa game ví dụ như Shadow of Tomb Raider các thứ một cách khá là thoải mái và mượt mà. Và ngoài ra thì khi mà Linh chơi những tựa game đó thì Linh hoàn toàn có thể vừa chơi game vừa livestream được ở trên chiếc laptop này. Bây giờ còn màn hình nữa thì theo mình thấy thì người ta nói thì cái viền của màn hình gaming thì rất là dày và còn hiển thị sai lệch màu nữa. Nhưng mà bây giờ mình đã thấy ở trên laptop thì rất là đẹp rồi, nhưng mà nếu mà lúc mình livestream ấy lên phản chiếu lên màn hình điện thoại thì nó có được như thế không, hay là nó đổi màu khác ạ?
Thì đối với cái con Acer Predator Helios 300 này này thì ngoài cái việc mà nó sẽ có một cái viền màn hình nó sẽ mỏng hơn rất là nhiều so với lại những chiếc laptop gaming thông thường ở thời điểm hiện tại. Và ngoài ra nữa thì cái tấm nền ở trên chiếc màn hình này nó được trang bị cái tấm nền IPS. Đây là một trong những cái tấm nền mà thường được sử dụng ở trên những cái màn hình desktop để có thể làm được với những cái nhu cầu như là làm đồ họa. Vậy nên thì nó sẽ cho chúng ta một cái màu sắc và cái độ chính xác rất là cao. Vậy nên thì Linh hoàn toàn có thể yên tâm, bởi vì khi mà Linh chiếu từ màn hình điện thoại hay là từ màn hình camera lên chiếc laptop Acer Predator Helios 300 này, Linh hoàn toàn có thể yên tâm về cái độ chính xác nữa. Ngoài ra thì nó còn được trang bị thêm cái tần số quét lên tới 144Hz nữa. Với cái tần số quét này thì Linh có thể chơi được rất rất nhiều những cái tựa game FPS, ví dụ như là CSGO hay là PUBG mà không xảy ra cái hiện tượng gọi là bóng ma hay là bóng mờ xuất hiện ở trên Acer Predator Helios 300. Vậy bây giờ Phúc có thể cho mình hỏi thêm một vấn đề nữa không ạ? Dạ, thì bây giờ mình muốn hỏi là cái laptop này thì bảo hành nó như thế nào ạ? Về vấn đề bảo hành thì khi mà nhắc tới những chiếc laptop của Acer ấy, thì đây sẽ là một trong những cái ưu đãi hơn rất là nhiều so với lại những mẫu laptop đến từ các hãng khác. Bởi vì khi mà laptop của Linh trong quá trình sử dụng nó có không may xảy ra hiện tượng hỏng hóc ấy, thì Linh hoàn toàn có thể mang đi bảo hành và nó sẽ được bảo hành đến tới 36 tháng. Và đặc biệt hơn nữa là ở trong cái gói bảo hành này, khi mà Linh mang tới những cái trung tâm bảo hành của Acer, nếu như trong 3 ngày họ chưa xử lý được thì họ sẽ hoàn toàn đổi mới cho Linh một chiếc laptop mới hoàn toàn. Vậy thì bây giờ Phúc có thể cho mình trải nghiệm thử cái chiếc laptop Acer này được không ạ? Trong quá trình trải nghiệm Acer Helios 300, mình đã cảm thấy là mọi trải nghiệm đều rất là ok và các phím bấm có độ đàn hồi rất là cao và đo được tính hợp đèn, nên là mình có thể yên tâm sử dụng cho mọi điều kiện mà không lo bị gõ nhầm phím. Và cái hiệu năng của máy thì rất là đáp ứng với khi mà mình có thể vừa livestream và vừa có thể chơi game được trên PC một cách rất là dễ dàng. Và cái màn hình hiển thị của nó mình không phải lo về vấn đề sai lệch màu sắc nữa. Một điểm mà mình rất ưng ý ở chiếc laptop Acer Helios này chính là cái độ quét và tần số của nó rất là cao. Vậy nên là lúc mình chơi game thì nhân vật trong game di chuyển rất là nhanh và mượt so với cái game PC của mình ở nhà. Và sau một thời gian trải nghiệm thì mình cảm thấy chiếc laptop này rất là ưng ý. Nó vừa có thể giúp cho mình vừa chơi game cũng như là livestream cực kỳ ổn. Vậy nếu như thì các bạn hiện tại đang là một streamer như mình và cũng như là một game thủ thì hãy chọn cho mình ngay chiếc laptop Acer Helios 300 này nhé.